Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là mình mới vừa nhận được cái hộp cái cây gimbal Fiotech. Gimbal Fiotech G6 Plus. Đây là cây những này là cây chống rung các bạn, gắn được máy ảnh lên để mình quay. Đó. Thì sản phẩm này nó có giá tiền là khá là cao đó các bạn. Thì hôm nay hàng mới về thì mình muốn quay cái sản phẩm này cho các bạn xem luôn. Thì coi giá tiền của nó đây. Giá tiền của nó là 4 triệu 7 49 ngàn, 4 cho 4 triệu 7 50 ngàn. Thì mình đặt tầm khoảng cỡ cách đây khoảng cỡ 5 ngày rồi. Thì mình đặt trên Shopee. Đây thì mình mới vừa được nhận hàng thì cũng khá là vui. Nói chung là thì mình sẽ đầu tư cái này để mình đi quay clip đó, nó sẽ chống rung, giật lag. Đó là mình mua cái này. Thì cái này thì anh em nên, nếu mà anh em nào sử dụng để làm đi quay đồ ạ, thì anh em nên sự đi quay, mà ví dụ như anh em đi quay hành trình đồ ạ, thì anh em sử dụng cái này quay thì anh em bao chạy nhảy hay là các kiểu thì nó cũng không có rung lắc đâu. Đây là cái cây chống rung đó. Thì mình mua trên Shopee thì có nhiều gian hàng bán, thì cái gian hàng mà nó bán cho mình đây thì mình gian hàng này nó bán 4 triệu 7 50 ngàn, là bao gồm cả phí ship, là khá là hợp với túi tiền nên mình cũng mua. Có nhiều shop nó bán tới 6 triệu 5 triệu 8 5 triệu 2 5 triệu 4. Đó, rất là nhiều shop, nhưng mà mình lên shop mình so sánh và mình tham khảo giá thì mình mua được cây này là 4 triệu 7. Thì giá nó cũng là thấp nhất của cây gimbal Fiotech G6 Plus này. Thì bây giờ mình sẽ không liên thuyên nữa, mình sẽ bóc hộp ra cho các bạn cùng xem. Đây. Ok. Bây giờ mình sẽ bóc hộp ra cho các bạn cùng xem nha. Bao gồm sản phẩm nó có gì? Là nó có một cái thẻ bảo hành. Thẻ bảo hành, và nó tặng thêm mình một nó có tặng thêm một cái cây này nữa nha các bạn. Những shop khác nó bán đắt hơn nhưng mà nó không có tặng cái cây trip này. Cây trip này là cây trip ba chân này là để chống này, nhưng mà nó bằng hợp kim, rất là chắc chắn. Đó, cây này nếu mà mua lẻ trên thị trường thì nó bán tầm 250. Đó. 250. Đây. 250. Các ngoài mình mua theo nó tặng kèm theo sản phẩm. Thì trước khi mua thì các bạn hãy nhắn tin cho shop và hỏi kỹ rõ trước khi mà mua cái sản phẩm. Các bạn có thấy cái nào mà nó cái quyền lợi của các bạn nó đạt tốt nhất thì các bạn nên mua, và các bạn nên tham khảo kỹ trước khi mà mua. Rồi ok, giờ mình sẽ mở ra, nó có một cái hộp vậy. Hộp của nhà sản xuất khá là ok đấy. Rồi bây giờ mình sẽ bóc ra các bạn xem. Đây có một cái hộp gì đây, cái hộp gì đây, đây một cái dây cáp sạc, mấy con ốc đỡ dặn, ốc đã dặn đến điện thoại luôn, đến vô cái ấy đâu, đây một ốc đây, và nó có một cái cục để gắn cái camera này. Đây là cái cục để sử dụng camera hành trình là sao ạ. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ lấy cái sản phẩm này ra. Đây nó có một cái cục pin chuyên dụng của nó, nó có hãng là Fiotech luôn. Đây, cái sản phẩm chính của ngày hôm nay tôi muốn review cho các bạn là đây. Đây, sản phẩm chính ngày hôm nay tôi muốn review cho các bạn là đây. Đó, nó là cái cây như thế này.
đó. À, mình đính điện thoại lên trên này, làm máy quay đồ trên này đó. Thì nó sẽ làm ví dụ như các bạn quay dây, khi các bạn dây chạy nhảy các kiểu dây là nó sẽ rồi, nếu mà không sử dụng cái cây này thì nó sẽ giật lắc, nó gây nhiều anh em khó xem, chóng mặt. Nhưng mà khi mà sử dụng cây này, gắn lên cây này quay thì nó sẽ chống cái độ rung, nó sẽ không có rung nữa đó. Mình sẽ làm, sau này mình sẽ làm nhiều clip hơn nên mình sẽ đầu tư cây này, làm cái chất hình ảnh video nó sẽ chất lượng hơn, và độ rung giật lag thì nó cũng sẽ không còn nữa. Ok, sản phẩm nó là như vậy. Thì nó nặng, đôi coi nó nặng kìa, nặng tầm khoảng cỡ cũng không nhớ nữa, mình cũng không nhớ cái nó nặng cỡ bao nhiêu nữa, tại vì nó có thông, trước khi mua thì mình đã đọc rồi nhưng mà giờ cũng không nhớ rồi. Ok, thì bây giờ mình cũng biết chưa có biết nó sử dụng như thế nào, thì bây giờ mình sẽ thử bỏ pin vào và sử dụng xem. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lắp vô chân trống cho nó đứng lên để xem. Đây, đó, chân trống đây, chân trống này là bằng hợp kim rất là chắc chắn. Đấy, đấy, chân trống, đây là chân trống bằng hợp kim rất là chắc chắn. Nó có thể xây cái này là xây 360 độ, còn cái này là mình không biết xây bao nhiêu, nhưng mà cỡ nó đây thôi. Ok, sản phẩm mình tới review tới đây cũng là video tới đây cũng là dừng. Bây giờ là mình sẽ tạm dừng cái video ở đây, mình sẽ bỏ pin vào, mình test thử rồi mình sẽ đi quay clip và anh em sẽ xem cái chất cái hiệu quả của nó nha. Ok, khi mà đuổi được bác môi đó, mình có thể cầm cái này mình chạy theo anh bác luôn, nhưng mà không giật không rung không lắc đó. Ok rồi, anh em nhớ ủng hộ mình nha, nhớ để nhấn nút đăng ký và nhấn vào nút chuông và để lại một like ủng hộ mình, để mình có động lực làm thêm những cái video hay cho các bạn xem. Đã bỏ pin vào và mình đã sử dụng rồi. Bây giờ là mình sẽ làm một đoạn video là mình sẽ chạy mình quay thử nó có rung lắc hay không nha. Ok, giờ là quay. Giờ chạy nào. Đó. Ok. Giờ là mình sẽ chạy. Ok, thì hồi nãy giờ mình đã chạy khá là nhanh rồi. Giờ là mình sẽ quay con xe của mình đây. Đấy, xe mình đã lên gấp đơn, mình đổ lên này. Cái chi tiết là mình sẽ quay, mình đứng một chỗ mình sẽ quay nghiêng lại. Thì nói chung mình cũng chưa có thành thạo. Ok, yeah. Rồi, cởi dây. Rồi. Ok. Đây là xe. Nơi nào? Đâu biết cây đó đâu bạn? Không thấy hả? Không, không biết. Xuống tìm là đâu thấy cái nào đâu. Ở trên dốc hay là ngay trên dốc luôn hay là ở dưới? Anh đi đường nào à? Đi cái đường ở ngoài bên thùng 5B nè. Bên đi đường dưới cổng trường gì sao? Ừ.
bên kia này nè. Nó có cái đường đi vô phải không? Đi bên nào cũng được hết á. Cứ đi thẳng vô trong kia, đang treo gỗ, đang treo nhỏ em nè, bên tay trái á. Biết. Do đâu có biết đâu. Ờ, ý là ngày qua là đi đi đeo rồi đó. Để tớ nghe chỗ nghe cái ngã ba đúng không? Chị thỉnh ra để tớ ngã ba luôn, tớ ngã ba cho. Dành đi trường nào hả? Đi công trường nào? Công trường là đi qua khỏi trong nhà đúng không? À là dưới đó hả? Đi lên cái dốc xong rồi xuống, sổ xuống là tới cái cống hay chỗ cái trụ điện ấy. À đó là cái ruộng cỏ không ai? À cái ruộng cỏ ở phía tay phải á. Tay trái. Tay trái. À à ngay cái chỗ mà chạy hết ra trong nhà rồi lên cái dốc là nó có cái đường xuống liền ngay chỗ nghĩa địa ấy. À ngay chỗ nghĩa địa là xuống cống liền này. À chạy tới ngay nghĩa địa luôn, nghĩa địa bên tay phải á. Rồi tới là trong cống nó rồi đi luôn ra ruộng bên tay trái á. Rồi mấy cây sau đâu á. Rồi biết rồi. Cái gì hàng chó á. Hèn chi. Rồi đi ruộng nào. Tôi đi tuốt ở ngoài kia, ngoài bên gỗ á. Dây ruộng ngoài bên gỗ đó. Hèn chi. Rồi tôi vậy là tôi biết rồi, mấy cây sau đâu đó tôi biết. Rồi be có be cái dây ruộng hả vậy? Được rồi, sao ạ? Rồi ok, có thằng nhóc nó vô nó chỉ cây nhầm ve mình đi bên mà mình không có tìm thấy cái đó, bây giờ nó nói là mình biết rồi các bạn. À, thì bây giờ cái cây này khá là êm các bạn, coi quay nè, lách nè, rung nè, à, các kiểu luôn nha. Nói chung là các kiểu luôn, quay, giật nè, đó, à, thấy không? Rồi, bây giờ là sẽ quay tỉ mỉ hơn một tí nữa. Rồi ok nha, giờ là mình sẽ vô mình đăng mình up lên cho các bạn xem thử nãy giờ là mình chạy nó như thế nào. Đó. Nói chung là cây này nó khá sử dụng cũng khá là dễ, nếu mình quen thì sử dụng khá là êm. Nó có nhiều chế độ. Rồi ok. Rồi hẹn gặp các bạn ở những cái video tiếp theo nha. Chiều nay mình sẽ đi xem ghe và mình xuống cái cây đó coi thử có cô người ông quốc luôn. Và cầm cái cây mới này rồi mình đi quay luôn nha. Rồi ok.